truyền bá và giáo dục đức tin, cử hành bí tích để ban ơn thánh hóa và lãnh đạo theo tinh thần người tôi tớ trung thành. Vâng. Đức Tổng Giáo mục Marek Yariski không sứ đồ thánh tại Singapore và là đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. Ngài Lý Đức Tâm giáo phận là sơ cao bằng chúng ta và hôm nay đến miệng miếng thông giữa hạt cao bằng và đây là giáo sứ thân thân của chúng ta. Xin được giới thiệu quý thầy mục tâm ngầm rộng ra thật to cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta xin một chỗ tay thật nâng nghiêm năm 1947 cho chiến tranh gây thiệt hại cơ sở và vật chất và 54 giáo dân từ 900 người chỉ còn khoảng 100 nhân danh. Năm 1979, chiến tranh biên giới nhà thờ Thanh Sơn bị phá hủy. Và giáo xứ hiện nay số giáo dân trong khoảng hơn 300 người của chúng con rải rác trên toàn thành phố. Vâng, trọng kính Đức Tổng, thật là vinh dự cho cộng đoàn giáo xứ chúng con. Và trong niềm vui hân hoan ấy, giờ đây cộng đoàn chúng con chào đón Đức Tổng, Đức Cha, quý khách của toàn thể cộng đoàn. Anh chị em trên này, phía trên này ngồi cùng với chúng con. Và chúng con cũng xin chân thành cảm ơn. Vâng, và để nối tiếp trình ngay sau đây với những cảm tương tương tuyệt vời đến từ giáo xứ Bó Tờ cũng như ngày mùa ra đi để gặt hái nhiều thành công tốt đẹp và để cho giáo xứ truyền giáo giáo phận truyền giáo tuyệt vời chúng ta. Thank you.
mà không có thể gặp được.